Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi nhé. Thì khi mà nhìn cái tủ lạnh Samsung này thì chắc chắn là một số anh em cảm thấy là cái khung cảnh này rất là quen thuộc trong một cái video clip nào đó mà mình đã từng chia sẻ trên kênh, đúng không ạ? Thì cái tủ lạnh này thì nó ban đầu thì nó mắc cái bệnh đó là lạnh chập chờn, tức là lúc thì lạnh được, lúc thì rất là kém lạnh, lúc thì ngăn dưới mất lạnh, ngăn trên lạnh kém. Thì cái nguyên nhân của nó chính là cái ban bệnh là mắc cái bệnh là xả đá chập chờn, lúc được lúc không. Thậm chí là chúng ta thay thế sensor chính hãng, sensor xịn thì nó vẫn bị mắc cái bệnh là xả đá chập chờn. Một số anh em ở trên mạng thì chúng ta đã gặp cái ban bệnh này rất là nhiều rồi. Anh em trong nghề thì chắc cũng không lạ gì những cái tủ Samsung kiểu như này nữa. Thế thì đây là con tủ đầu tiên. Đấy, các bạn mình mở ra khói rất là tốt, đúng không ạ? Đấy, thì con tủ này thì là cái con tủ mà lạnh rất là tốt luôn. Thì đây là con tủ lạnh Samsung đầu tiên mà mình nghiên cứu tìm hiểu. Thực ra nói nghiên cứu cho nó oai thôi, chứ mình có biết cái gì đâu mà nghiên cứu. Mình thực nghiệm, mình tìm hiểu và điều tra xem là cái bệnh này nó gặp vấn đề từ đâu và xử lý khi nào nó đạt hiệu quả cao. Thì con tủ này cũng là con tủ đầu tiên mà mình đã xử lý cái ban bệnh này thành công, và nó cũng cách đây khá là lâu rồi. Con tủ này có phải được tầm 1 năm rồi anh nhỉ? Sau khi xử lý là được khoảng 1 năm rồi. Đó, thì sau khi xử lý con tủ này cũng như là một số con tủ khác để kiểm chứng cái thời gian và cũng như là cái tính hiệu quả của nó, thì mình mới chia sẻ cho anh em trong nghề chúng ta tham khảo để biết cách để chúng ta xử lý cho nó triệt để những ban bệnh khách hàng tránh tình trạng đi lại vài ba lần. Thậm chí là chúng ta thay sensor xịn rồi, kiểm tra mọi thứ rồi mà nó vẫn mắc cái bệnh này thì cũng rất là đau đầu. Thậm chí có những anh em ta phải độ chế cái vấn đề xả đá cho nó. Nguyên nhân chính của nó chính là bệnh xả đá chập chờn, lúc xả lúc không. Đấy, thì anh em cũng thực hiện cách kiểm tra cũng như là thay kiểm tra bo mạch, thì bo mạch vẫn xuất lệnh xả đá bình thường. Rồi thì là thay sensor chính hãng xịn mà nó vẫn mắc cái bệnh này, thậm chí là 1 tuần, 2 tuần nó mắc lại luôn, hoặc thậm chí là được tháng, 2 tháng. Đấy là mắc lại luôn. Thì cũng chúng ta phải quay lại nhà khách, dẫn đến là cũng hơi phiền. Đấy, thì hôm nay nhân tiện mình đi sửa cho anh chủ cái máy giặt này, thì mình gặp lại con tủ này, thì xin phép gia chủ cho mình quay một cái video clip để chia sẻ cho anh em trong nghề chúng ta tham khảo. Thì cái video, những cái video mà liên quan tới cái vấn đề những cái ban bệnh mà nó hơi nan đi một tí thì mình sẽ chia sẻ riêng cho những anh em là hội viên thôi, còn những anh em mà chúng ta tham khảo vui thì để khi khác mình chia sẻ những video khác nhé, anh em thông cảm. Đó, thì hiện tại thì cái tủ này thì các chủ đang dùng bình thường, chả bị bệnh gì nữa. Thì sau khi xử lý cách đây khoảng tầm 1 năm rồi thì nó chạy khá là ok, kem tiếc là rất là tốt. Nhà có kem này chết rồi, cái này phải quay rất là nhanh nhanh không hỏng kem của khách. Đó, thì hiện tại thì tủ rất là tốt. Thì cái hiện tượng bắt đầu nó thì cái như trước khi mình xử lý á, là cái đồ ở đây này thì cái lúc mà nó kém lạnh ấy, thì những cái đồ đây nó hơi mềm và cái đá ở đây nó bắt đầu nó ướt ra, nó không được khô. Đấy các bạn em, cái đá nó không được khô trắng như này. Đấy. Ngăn dưới thì gần như là có lúc thì lạnh được, có lúc thì mất lạnh. Thì mình điều tra và tìm hiểu thì nguyên nhân của nó chính là mắc cái ban bệnh xả đá chập chờn. Thì sau đây mình sẽ nhanh tay, mình sẽ nhấc cái đồ ra và mình sẽ chia sẻ cho các bạn là nguyên nhân tại sao lại dẫn đến cái ban bệnh này mà chúng ta thay sensor không được, bo mạch kiểm tra không hỏng. Thì mình đã xử lý cái tủ này như thế nào. Đây rồi các bạn nhé, thì mình đã nhấc đồ ra và mình đã tháo cái tấm pano ra đây rồi. Thì các bạn hãy quan sát là đấy, thì khi mình tháo ra rồi thì các bạn sẽ quan sát là cái dàn lạnh là hiện tại là tuyết bám rất đều, đúng không ạ? Như vậy là việc xả đá của nó rất là tốt, đúng không ạ? Đấy, do là có kem nên mình phải cất nhờ dưới ngăn mát, tránh tình trạng quay video nó lâu quá nó chạy kem của khách. Rồi, thế thì trên mạng có rất nhiều anh em hướng dẫn cách xử lý cái ban bệnh chập chờn, xả đá chập chờn này của Samsung. Là nào thì các bạn sẽ buộc con sensor, gỡ bỏ cái kẹp nhựa đi thì cũng buộc như này. Thì thực ra là gỡ bỏ hay buộc như này thì cũng là rất là tốt thôi. Thì chúng ta buộc bằng dây rút như này cũng rất là tốt để nó tiếp xúc tốt hơn. Thứ hai là có anh em hướng dẫn là chúng ta sẽ bỏ cái kẹp nhựa của cái con dương này đi, tức là con bảo vệ cầu trì nhiệt này đi, để chúng ta buộc trực tiếp giống như con sensor này. Tuy nhiên là theo mình thì cái phương pháp đó thì cũng không giải quyết được, bởi vì nếu trường hợp mà xảy ra quá nhiệt thì nó đã đứt con này rồi các bạn nhé. Đó, như ở đây là mắc cái bệnh là xả đá chập chờn, lúc xả được lúc không. Đấy, dẫn đến là dàn lạnh bị bó đá. Đấy, mặc dù là anh em ta đã thay sensor xịn rồi, thậm chí lấy cái sensor đằng sau bo mạch chính hãng lắp vào cũng được, hoặc là mua sensor chính hãng lắp vào vẫn bị, cứ được thời gian là bị. Đấy, xử lý đi xử lý lại không được, rất là chán.
thậm chí là đem đi sửa bo mạch, nhưng mạch điện chúng ta test là không vấn đề gì. Đấy, thì tất nhiên là trong cái ban bệnh không giả đá này thì anh em cũng vẫn phải kiểm tra test như mình đã hướng dẫn. Đây thì đây là cái phía sau mạch điện này. Ở đây nó đang nháy cái đèn này là do mấy nãy mình đang rút cái quạt ra. Rút quạt ra thì các bạn sẽ thấy nó nháy khoảng 11 lần đúng không ạ? Đó, thì do mình rút quạt thôi. À, thì trước tiên là để mà kiểm tra cái ban bệnh mà không xả đá thì các bạn vẫn phải là làm theo hướng dẫn của mình, đó là chúng ta sẽ test xem là cái mạch điều khiển này nó có thực hiện là xả đá. Đây là tủ vẫn đang chạy các bạn nhá, 0.39 này, bầu công suất vẫn đang làm việc này. Rồi thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn là nguyên nhân tại sao lại dẫn đến vẫn ban bệnh là nó xả đá chập chờn mà chúng ta sẽ xử trí không được. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em luôn. Thì theo như mình tìm hiểu ấy, thì chúng ta sẽ có hai cái vấn đề chúng ta cần phải tìm hiểu. Đó là thứ nhất là tại sao mà cái tủ này nó lại mắc cái bệnh này, không mắc ngay từ đầu, tức là tủ mới mua về không mắc mà nó phải chạy tầm 4 năm sau mới mắc cái bệnh không xả đá này. Và cái đó đấy là trường hợp nhất là tại sao lại không mắc từ đầu mà lại phải tầm sau 4 năm thì nó mới mắc căn bệnh này. Cái vấn đề thứ hai chúng ta cần phải tìm hiểu đó là tại sao mà cái bo mạch chúng ta đã test đấy, nó vẫn có lệnh xả đá tốt mà chúng ta thay sensor xịn, kiểm tra cầu chì rồi thì là sấy đấy, cũng không vấn đề gì, thay đoàn đồ tốt mà tại sao có mấy con linh kiện này kiểm tra đi kiểm tra lại cả mấy chục lần mà vẫn không khỏi cái bệnh này đó. Nhắc đến cái thanh sấy này, cái thanh điện trở này để sấy xả tuyết này, thì mình cũng thấy cũng có anh em trên mạng chúng ta chia sẻ là chúng ta sẽ độ thêm một cái nghi ngờ là cái thanh sấy này nó làm việc bất ổn thì chúng ta độ thêm một cái thanh sấy thủy tinh cho nó nữa. Tuy nhiên là mình thấy là cũng chưa giải quyết được, không biết là các anh em làm có tốt không, nhưng mà mình thấy là không phải là cái thanh sấy này gặp vấn đề. Vì cái thanh điện trở này nếu gặp vấn đề thì các bạn rút hai cái giắc điện nó ra, các bạn cắm điện trực tiếp 220 thì các bạn thấy là nó làm việc rất là tốt đúng không ạ? Dòng chạy rất là ổn định và nóng rất là rát. Đó, như vậy là cái thanh trở này thì các bạn biết rồi, nó chỉ có thể là xảy ra ở dạng là gì? Đứt hay không đứt. Và nó khi nó hoạt động, nếu không đứt mà khi hoạt động thì nó cái nhiệt lượng nó tỏa ra tốt là ok, chứ nó cũng không phải là bị kem nóng. Đó, nhà sản xuất người ta sản xuất ra thì người ta cũng đã tính toán công suất cho nó phù hợp với cái diện tích của cái dàn lạnh này rồi. Đấy, đấy thì hai cái vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Thế thì sau khi tìm hiểu thì mình sẽ tìm hiểu ra là cái nguyên nhân của cái ban bệnh này, và mình đã khắc phục cũng tương đối là một số con là thành công. Thì cái con này là con đầu tiên thì mình làm thành công thì mình chia sẻ cho anh em. Thì cái nguyên nhân của cái ban bệnh này thì theo như mình tìm hiểu ấy, thì sau khoảng 4 năm sử dụng ấy, thì do là Samsung thì thiết kế ở trong này kết nối toàn bộ bằng jack cắm. Đấy, thì những cái jack cắm mà chạy điện 220 này thì nó tiếp xúc kém thì nó vẫn hoạt động được các bạn ạ, vì nó là điện 220. Tuy nhiên là có cái jack cắm của con sensor xả đá này, thì đây là cái jack sensor xả đá nguyên các bạn nhé. Đó, thì cái jack cắm này sau mấy năm sử dụng á thì nó bị oxy hóa, dẫn đến hiện tượng là kể cả chúng ta thay mua sensor mới nó có jack sẵn chúng ta cắm vào, nhưng cái jack đực ở phía bên trong này đấy, nó đã bị oxy hóa, dẫn đến là cái tín hiệu của con sensor này báo về cái bo là bị chập chen. Khi mà con sensor này chúng ta vừa mới xả đá xong thì tức là điện trở nó khoảng 4K đúng không ạ? Thì do là cái tiếp xúc nó không tốt thì nó báo về bo mạch thì có thể là mình đã kiểm tra rồi, có thể lên tới 30K, giống như là 20-30K là do tiếp xúc không tốt, thì dẫn đến là vi xử lý đã hiểu rằng là giống như cái dàn này đang bị đóng đá rất là dày. Thế thì cái lúc mà nó không tiếp xúc tốt thì nó lại tồn rất là thấp, có nghĩa là nó cứ thay đổi lên xuống. Đấy, cái biểu đồ của cái điện trở và cái giá trị điện áp của con xả đá này nó cứ lên xuống thất thường. Như vậy sẽ dẫn đến là cái vi xử lý ở trên cái bo điều khiển này này, cái con IC vi xử lý bo khiển này, nó sẽ phát hiện ra là cái gì, cái con sensor xả đá của chúng ta là hoạt động bất thường, tức là không ổn định về cái chỉ số, thì nó có thể là nó sẽ nháy lỗi là lỗi gì, nháy 5 lần. Các bạn mở ra thì các bạn có thể thấy là nó nháy lỗi là gì, cái đèn bo khiển này nháy 5 lần, tức là báo hiệu là cái sensor xả đá hoạt động bất thường. Thế thì đấy là cái nguyên nhân. Đấy, thì cách giải quyết là gì? Cách giải quyết là mình sẽ bỏ cái jack cắm này luôn. Đấy, mình sẽ không dùng ở đây nữa, mà mình sẽ lấy dây điện, mình sẽ nối thẳng cái con sensor này về
về hẳn bo khiển luôn, mình sẽ nối thẳng về bo khiển. Thì khi nó về bo khiển thì nó sẽ kết nối về hai cái dây ở đây. Đây các bạn nhé, dây sensor thì mình sẽ dùi ra đây, mình sẽ nối vào đây. Thì hai cái dây nó thì về một cái dây ở trên góc trên cùng này, đó là dây màu nâu. Đấy, ở cái giáp trên cùng này, giáp ở góc trên này là cái dây màu nâu, là dây GND. Và một dây nữa nó sẽ kết nối về cái dây màu đỏ nằm ở cái giáp này. Đấy các bạn nhé, nó sẽ kết nối về dây màu đỏ ở cái giáp này. Đây màu đỏ đây, các bạn thấy này, nâu này, đỏ này, hồng này, thì nó sẽ kết nối vào dây đỏ. Như vậy sensor xả đá chính là dây đỏ này và cái dây nâu nằm trên giáp này. Đấy, nâu và đỏ. Thế thì mình sẽ nối dây sensor về thẳng hai cái dây đó luôn. Còn cái dây trong cái máy này mình bỏ. Đó. Thì các bạn lưu ý thì đây là cũng là con tủ đầu tiên mình thực hiện, cho nên là mình cũng phải tìm cái chỗ nào chúng ta dùi cho nó hợp lý để tránh tình trạng là nó phải, chúng ta sẽ dùi phải cái bo mạch đằng sau cũng như là cái đường ống nằm bên trong tủ. Thì các bạn cứ lưu ý ở ngay cái chỗ đứng hồi ra lạnh, các bạn sẽ dùi ở góc trên cùng nhất. Các bạn cứ dùi góc sát trên cùng nhất thì nó sẽ vượt qua được cái bo mạch công suất. Thì đây là cái tủ đầu tiên thì mình cũng đã đo đếm, tuy nhiên mình cũng dính lỗi một chút ở cái lỗ đầu tiên. Đó là mình dùi nó sát ngay chỗ dưới cái vị trí dự phòng của cái bo cho con tụ của cái bo công suất này, dẫn đến là bị sứt, mình phải hàn lại cái vị trí sứt. Đấy, thì các bạn lưu ý là chúng ta dùi sát trên cùng thì nó mới vượt ra ngoài cái khay mà để chúng ta lắp cái bo công suất như này. Các bạn lưu ý đây là chúng ta dùi trên cùng các bạn nhé, sát trên cùng nó mới lên vượt được các bạn nhé. Còn nếu để lên đây thì chúng ta phải dùi lên trên nữa. Rồi, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Là mình đã dùi sát trên cùng như này, nếu mà muốn lên trên nữa các bạn phải dùi ở đây cơ. Như dùi đây thì tí chúng ta đóng cái pano và nó rất là vướng. Thì mình sẽ dùi vào cái góc sát trên cùng này là vượt qua cái bo công suất là ok rồi. Rồi, thì sau khi chúng ta thực hiện là nối dây như vậy thì các bạn có cái keo chúng ta chít một tí vào để tránh cái nước nó ngấm ra phía đằng sau gây ảnh hưởng cho bo mạch cũng như là trong thân tủ lâu dài. Thì trên đây toàn bộ là cái nguyên nhân của cái ban bệnh là xả đá chập chờn của dòng tủ lạnh Samsung sau một số năm sử dụng. Đấy, mà sau khi anh em đã kiểm tra thay thế sensor, kiểm tra thanh điện trở, cầu trì nhiệt bảo vệ hay gọi là sò dương đấy, và sensor, mà chúng ta đã thay sensor xịn rồi mà nó vẫn không được, thì theo mình thì chúng ta thay thế thì đương nhiên chúng ta cứ thay thế sensor tốt, và chúng ta nên xử lý cái ban bệnh này bằng cách là nối dây trực tiếp như mình, thì mình thấy là hiệu quả khá là cao, nó chạy hàng năm ổn định không vấn đề gì. Và khi nó hoạt động xả đá tốt thì cái tủ này rất là lạnh luôn, lúc nào cũng đóng đá bay khói luôn. Còn trước đây thì độ lạnh ở ngăn đông rất là kém, có lúc thì nó lại xả được các bạn nhé, có lúc thì nó lại xả được thì nó lại lạnh bình thường, nhưng mà vài hôm thì lại bắt đầu lại kém lạnh, rất là chán luôn. Riêng con tủ này thì mình cũng phải mất tầm 2-3 lần. Đấy, thì mình cũng xử lý lâu lâu rồi, từ ngày xử lý xong thì nó cũng chạy khá là ổn định, cũng hàng năm rồi, thì cũng mới dám chia sẻ những cái hiệu quả nó cho anh em. Rồi, ok, cái video nội dung của cái video này thì thực ra nó khá là ngắn gọn, tuy nhiên là mình cũng chia sẻ rất là chi tiết, cho nên là cũng hơi là dài dòng một tí. Thì một số anh em chúng ta xem thì cũng có một số anh em chúng ta không, mình thì mình muốn chia sẻ cho anh em ngọn ngành gốc rễ từ đầu đến cuối là nguyên nhân dẫn đến vì sao. Thế nhưng mà một số anh em chúng ta chỉ thích xem là xem cái kết quả thôi, xem là chúng ta xử lý như nào. Và một số anh em thì có những cái video mình quay thì bảo là mình lươn lẹo. Thực ra thì nói với các bạn là mình chả lươn lẹo để làm gì với các bạn, lươn lẹo các bạn thì mình được cái gì đâu. Thế nên bạn nào thích thì chúng ta tham khảo để mà chúng ta trau dồi thêm cái kiến thức cho mình, để mà mình chúng ta có cái hiểu. Tất nhiên là mỗi người có một cái cách hay của riêng mình, thì cái gì hay hơn thì chúng ta tham khảo, cái gì không hay hơn chúng ta lướt qua. Không nên là ném gạch đá hay là có những cái lời nó không hay, không được tế nhị. Thế còn thì cái nào mà hay thì chúng ta tích lũy thêm kinh nghiệm để chúng ta làm cho nó tốt hơn, chúng ta kiếm được cái công sức của chúng ta để chúng ta mang về chúng ta chăm lo cho gia đình, cho cuộc sống gia đình và bản thân. Chứ còn mình cũng không mong đợi là các bạn khi mà chia sẻ cho anh em có thể là mang lại cái gì cho mình cả. Cho nên mình không có thời gian để lươn lẹo, cho nên cũng không có thời gian để trả lời hết tất cả những cái bạn như vậy. Thì đây là cái video này nó hơi sâu một chút thì mình chia sẻ cho anh em hội viên. Còn sau này cũng có thể là mình sẽ mở ra cho các bạn xem tự do. Tuy nhiên là mình vẫn luôn là ưu tiên cho những anh em là hội viên trước, chúng ta tham khảo. Đó.
Rồi thì đây là toàn bộ là nguyên nhân của cái ban bệnh xả đá không chập chờn. Thì video nó dài rồi thì mình xin kết thúc video tại đây, và cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video clip của mình, và xin chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ xử lý triệt để thành công cái ban bệnh này thì như mình đã chia sẻ ở đây, và chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Thân ái chào các bạn.